Chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đang quay trở lại với Bình Dương Land Review. Ngày hôm nay thì có rất nhiều anh chị cũng quan tâm về cái đợt video vừa rồi tôi giới thiệu về khu vực động thổ của VC3. Và anh chị cũng hỏi chúng tôi rằng hiện tại bây giờ thì đầu tư vào khu vực nào ở quanh khu vực này là có thể sinh lợi cho anh chị tốt hơn. Thì đại đa số anh chị cũng biết rồi, thị trường bất động sản tại Việt Nam hiện tại bây giờ đầu tư ngắn hạn và trung hạn là nhiều. Cho nên rằng khi anh chị bỏ tiền vào trong khu vực này thì hãy nghiên cứu những khu vực xa một chút xíu, những thông tin mà khi mà đã công bố ra bên phía ngoài của khu vực động thổ VC3 giờ anh chị mới nghe, thì anh chị vào trong thị trường của khu vực tại ấp 4, ấp 5 Hội Nghĩa, khu vực của Tân Lập thì giá đã được đẩy rất là cao rồi. Khi vậy đã qua tới 2-3 ngưỡng giá, khi anh chị mua lại thì rất là khó để anh chị bán được cái sản phẩm khi mà nó đạt tới một ngưỡng giá đã tăng. Như vậy thì anh chị phải tìm những vùng sâu hơn, thì ta sẽ tiếp cận với những khu vực xa hơn một chút xíu. Đó chính là một trong những cái đoạn đường cũng rất là gần với lại khu vực của VC3, khu vực của xã Tân Định của huyện Bắc Tân Uyên. Khu vực này thì tiếp giáp với lại khu vực của Tân Lập. Và cái điều cốt lõi nhất ở trong cái khu vực này đó chính là quỹ đất đang còn rất nhiều. Và hiện tại trong đây anh chị biết rằng quỹ đất lớn thì hiện trạng của nó thì đang là đất trồng cây lâu năm nha anh chị nhá. Phân ở trong đây bây giờ mà phân bán thì chỉ có phân là đất xào thôi, có nghĩa là chưa có thổ cư là nhiều, có thổ cư thì giá nó cao hơn. Thì như vậy với cái vị trí của khu vực của Tân Định này, nó có cái điểm nhấn gì mà chúng ta đầu tư vào trong đây sẽ thắng được ở trong này? Thì kính thưa anh chị và các bạn, với VC3 thì kết nối những cái khu công nghiệp lại với nhau trong cái đề án thúc đẩy khu vực của Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và Bầu Bàng, và đặc biệt có một tuyến cao tốc nữa kết nối khu vực của Bình Dương và Đồng Phú. Như vậy thì cái tuyến VCIP này nó sẽ đi ngang, đó chính là tuyến tạo lực Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bầu Bàng. Đây là một trong những cái đề án phát triển cũng rất là lớn của tỉnh, kết nối và sẽ gắn kết những khu vực khu công nghiệp của các khu vực huyện của trong nội tại của Bình Dương, cũng như là khu vực giáp ranh của khu vực Bình Phước, để tiết giảm được những cái chi phí di chuyển đi lại, cho gia tăng hơn được cái giá trị lợi nhuận, thúc đẩy kinh tế phát triển vùng của khu vực Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bầu Bàng này. Đây là một trong những khu vực đề án rất là lớn. Và với kinh phí đầu tư thuộc của BKMX và nguồn ngân sách của nhà nước, kết nối về đây thì đây là hiện trạng của đường tạo lực Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bầu Bàng, và nó kết nối khu vực của DT746 về với lại khu vực của ngã ba Cây Khô, đoạn Tam Lập, khu vực ngã ba Tam Lập, và đặc biệt đó chính là tuyến đường của DH502 về khu vực của Phước Vĩnh, An Bình, Phú Giáo. Đây là một trong những cái khu vực mà cái tuyến đường này sẽ kết nối với lại khu công nghiệp VC3, khu công nghiệp VC4 sau này, và đặc biệt hiện tại bây giờ đó chính là khu công nghiệp Tân Bình, kết nối về thẳng khu vực Bầu Bàng luôn. Cho nên rằng đây là một trong những cái tuyến mà nó có hai nhánh, một về rẽ trái về khu vực Bầu Bàng kết nối thẳng về qua khu vực của khu công nghiệp Tân Bình đã hiện hữu. Thứ hai nữa đi thẳng chúng ta sẽ kết nối về khu vực của huyện ủy Phú Giáo và về khu vực An Bình, Phước Vĩnh, và chúng ta sẽ kết nối thẳng về giao thông tuyến đường cao tốc của khu vực Bình Dương và Bình Phước, đặc biệt đó chính là Đồng Phú, kết nối về thẳng khu công nghiệp của BKMX 6.300 ha của khu vực Đồng Phú luôn. Như vậy thì đây là một trong những cái đề án phát triển và đang làm những theo từng giai đoạn, và có những giai đoạn đã xong và chuẩn bị đi vào thì thi công và có thể di chuyển được rồi nha anh chị nha. Thì hiện tại tôi hôm nay tôi cập nhật cho anh chị cái tuyến ở khu vực của DT746, ngay chỗ khu vực của ngã ba, chỗ đoạn tiếp giáp giữa khu vực của Tân Lập và khu vực của Tân Định của huyện Bắc Tân Uyên của Phú Giáo ha anh chị ha. Thì ở trong cái đoạn này khu vực xã quanh đây anh chị quan sát thấy ở phía dưới đó chính là khu vực của ủy ban nhân dân xã Tân Định và những quỹ đất ở bên dưới này. Trong đây ta sẽ có khu công nghiệp, ngoài VC3 ta sẽ có quỹ đất của hơn 500 hecta khu công nghiệp của Tân Thành kết nối vào. Và khu vực Tân Thành thì tôi cũng đã quay cho anh chị về một vài cái video ở bên chỗ trung tâm của huyện Bắc Tân Uyên để anh chị tham khảo ở video lần trước rồi. Thì ngày hôm nay đó chính là khu vực của Tân Định này, xem anh chị có gì và quỹ đất của ngày hôm nay ra sao, thì cập nhật cho anh chị một vài sản phẩm giá mét ngang ở trong đây như thế nào để anh chị tham khảo anh chị ha. Và trước khi đi vào những cái sản phẩm chi tiết tại khu vực này thì tôi cũng thông báo rằng tất cả những anh chị mà có nhắn tin tìm kiếm những cái sản phẩm ở khu vực này thì tôi có làm video anh chị có tham khảo, đây là giá thực tế và trong dân nha anh chị nha, giá hiện tại thấp nhất tôi đang có. Còn nếu như anh chị nào mà lâu rồi quay lại
thì chúng ta có thể hẹn tôi trong một buổi nào đó chúng ta sẽ bỏ thời gian nói chuyện cùng nhau. Nếu chúng được, chúng ta sẽ cùng đồng hành cùng với nhau. Và chúng tôi giới thiệu sản phẩm này và chúng tôi sẽ có đầu ra cho anh chị đầu tư sinh lợi. Còn nếu anh chị nào tin tưởng thì hãy giao cho chúng tôi những cái nhiệm vụ trọng trách, tôi sẽ gửi cho anh chị những cái uy tín của chúng tôi. Hiện tại sản phẩm chắc chắn với anh chị là giá thấp nhất và không bị kê ha anh chị ha. Còn nếu như anh chị chưa tin tưởng thì anh chị cứ tham khảo và có thể tham khảo nhiều bên và anh chị lựa chọn sản phẩm nào phù hợp với mình. Còn khi anh chị đã tin tưởng hãy lựa chọn một đơn vị uy tín với anh chị, đồng hành cùng anh chị, bán cho anh chị sản phẩm và phải bán ra được cho anh chị nữa. Thì đó là cái đơn vị đồng hành với những gắn bó với anh chị sau này. Và với khu vực của xã Tân Định này, những anh chị nào đang quan tâm và đặt hàng chúng tôi thì hôm nay xem trên cao để cập nhật ha. Và anh chị có thời gian sắp xếp, thời gian liên hệ với chúng tôi để gặp trực tiếp và đi xem trực tiếp. Chắc chắn anh chị đi xem trực tiếp rồi. Còn nếu anh chị nào mà tin tưởng đủ khả năng mà có một số anh chị rất là đã từng đầu tư rồi, đã chuyển khoản chúng tôi và mua. Đó là những anh chị rất là tin tưởng với bên Bình Dương Land Review. Và chắc chắn anh chị phải làm được một lần thành công rồi anh chị mới tin tưởng được. Còn đấy cũng như mà nếu anh chị đã là người mới thì tôi khuyên anh chị nên ghé vào đây một lần. Đặc biệt ở khu vực Hà Nội và khu vực ở Đà Nẵng anh chị liên hệ đấy. Thì bắt máy bay vào đây để tham khảo thực tế, mới hiểu được thị trường và giới thiệu cho anh chị đúng cái sản phẩm. Thì anh chị cứ mua rồi đặt niềm tin. Và chúng tôi là cái đơn vị sẽ phân phối và bán ra sản phẩm cho anh chị. Bởi vì anh chị ở xa cũng rất là khó khăn để di chuyển đi lại cũng như là gửi bán đúng không ạ? Và dẫn khách đi xem rất là khó. Cho nên là bắt buộc anh chị phải nhờ đơn vị nào uy tín một chút, giới thiệu anh chị sản phẩm không dính quy hoạch, kiểm tra đàng hoàng giấy tờ pháp lý và đặc biệt phải làm giá tốt cho anh chị. Và chắc chắn rồi, với chúng tôi khi đã làm những sản phẩm mà khi những anh chị đã ký chính chủ khi gửi thì chúng tôi cũng xin phép được gửi và nhận những cái sản phẩm là gửi có giá tương đương và cũng như là đưa giá chính xác, không có thay đổi giá nhiều. Và chắc chắn phải ngồi lại nói chuyện với nhau để thương lượng giá, chứ tôi không thích những cái sản phẩm mà anh chị gửi là giá thu về nha anh chị nhé. Giá thu về thì rất là khó bán và anh chị khi anh chị gửi nhiều đơn vị thì sẽ bị loạn giá của lô đất anh chị, và anh chị những cái sản phẩm đấy sẽ rất là khó bán. Mà khi người khách họ tham khảo cũng mua mảnh đấy nhưng mà giá khác nhau thì họ sẽ mất niềm tin vào cái sản phẩm đấy. Cho nên rằng nếu như mà anh chị đang quan tâm những cái sản phẩm tại khu vực của Tân Định này thì anh chị hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0353 899 666. Thì còn bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một vài cái hiện trạng của một số những cái sản phẩm, là đây là đất mặt tiền của những đường Tân Định luôn, có số anh chị, Tân Định 1, Tân Định 2, Tân Định 5, 54, những cái đoạn mà kết nối ra tuyến đường của HL410 tiến hành và kết nối về khu vực của đường Tạo Lực, Bắc Tân Định, Phú Giáo, Bảo Bàng này. Thì đây là hiện trạng thực tế của những cái sản phẩm mà đang bán cho anh chị. Những cái mét ngang hiện tại ở đây rơi vào tầm khoảng là 150, một mét ngang cho tới 160 những sản phẩm đất trồng cây lâu năm anh chị đã bán là khoảng phân là khoảng trên 1.000 đấy. Nếu anh chị nào mua có thể mua ngang 10 là tối thiểu, 20 cho tới 25 cho tới 30 luôn một mét ngang, và một mét ngang anh chị cứ nhân lên. Ở trong đây thì chiều sâu thì tùy theo cái mảnh, có những mảnh 40, 50, có những mảnh tới 60, tới 70, 80, những mảnh trên 100 luôn. Cho nên là người ta chỉ ở trong đây người ta chỉ tính mét ngang thôi. Mua 5 mét ngang thì mình lấy 5 mét mình nhân lên cho cái giá tối thiểu là khoảng 150, là sản phẩm không quy hoạch gì. Những sản phẩm mà dính những quy hoạch như khu du lịch hoặc là những cái sản phẩm dính trong khu công nghiệp thì giá nó thấp hơn, nhiều sĩ anh chị vẫn bán ha. Nhưng mà với chúng tôi giới thiệu những sản phẩm mà sạch, sản phẩm pháp lý an toàn cho anh chị. Thì đây là cái thực tế của những cái sản phẩm có cao su sẵn ở trên. Và đây là những cái tuyến đường Tân Định thì đang bê tông hóa dần những cái tuyến đầu ở gần khu vực của xã Tân Định. Còn những cái đoạn mà bên trong thì sẽ sau này sẽ kết nối dần dần, đường nào cũng sẽ bê tông hóa hoặc là nhựa hóa. Và những cái tuyến đường nhà trong đây cũng đã có đèn đường này, có điện ba pha, có điện của lưới dân phục vụ rất là rõ ràng và đàng hoàng. Thì với những khu vực mà bê tông như thế này thì giá nó cũng dao động rơi tầm khoảng từ 200 cho tới 220 một mét ngang. Những cái đoạn dần xã như thế này thì rơi tầm khoảng là những cái, có những cái sản phẩm rơi tầm khoảng gần 300 triệu một mét ngang luôn nha chị nhá. Còn ở phía ngoài chúng ta sẽ quan sát thấy đó chính là tuyến đường của HL410. Đây là một trong những tuyến đường chạy song song và huyết mạch kết nối về khu vực của đường Tàu Lực và tuyến đường DT76 đi qua khu vực của trung tâm hành chính của xã Tân Định, trường học cũng như là ủy ban nhân dân. Thì với khu vực này cập nhật một vài cái sản phẩm cho anh chị về sản phẩm tách thửa là nhiều, chứ trong đây là hiện tại không có dự án 1/500 mới nha anh chị nhé.
không có trong năm nay và những năm tiếp theo đang siết chặt những cái sản phẩm này, cho nên là không có nhiều cái sản phẩm về 1/500 ở khu vực này đâu, đa số là phân lô. Nên là anh chị tham khảo những cái sản phẩm này đầu tư thì chúng ta mua những cái khoảng đường đất đang bê tông hóa dần dần thì sau này lên nhựa hoặc là lên bê tông hóa, chúng ta sẽ bán lại giá lời hơn và tốt hơn. Đặc biệt là trong cái quá trình thúc đẩy những cái tuyến đường tạo lực rồi kết nối về khu vực như thế này, thì đây là một cái những cái điểm nhấn rất là lớn trong những cái kinh tế phát triển vùng của khu vực Bắc Tân Uyên nói chung và cũng như là khu vực của xã Tà Định giáp ranh với khu vực của VC3 nói riêng. Thì nếu như anh chị đang quan tâm các sản phẩm tại khu vực của xã Tà Định này, những cái tuyến đường DH cũng như đất mẫu, đất sào, phân lô tách thửa, thì anh chị có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh chị những sản phẩm mà chủ đang gửi với cái giá tốt cho anh chị để anh chị có thể tham khảo một phần nào đấy. Còn nếu như mà anh chị nếu thiện chí thực sự, tôi khuyên anh chị nên hẹn chúng tôi gặp mặt và trao đổi làm việc. Và cũng có rất nhiều anh chị tham khảo và chúng tôi cung cấp thông tin cho anh chị rất là bình thường, anh chị cứ thoải mái tham khảo thôi. Nhưng mà để biết chính xác cái vị trí đất hoặc rồi thì rất nhiều anh chị hay có những cái tham khảo nó cũng chưa đúng chuẩn và cũng chưa tin tưởng chúng tôi, thì chúng tôi vẫn cung cấp cái sản phẩm nhưng mà cũng sẽ không chính xác cho anh chị ha. Nếu mà anh chị gặp gỡ một buổi thì nó sẽ tốt hơn cho anh chị, cả tôi và các anh chị cùng có lợi hơn. Và rất cảm ơn anh chị đã theo dõi video tới thời điểm này. Xin chúc anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và vui vẻ. Chúc cho anh chị luôn luôn đầu tư đại thắng. Và hãy nhớ ấn like, đăng ký kênh và để chúng tôi có những cái động lực giới thiệu cho anh chị nhiều khu vực tiềm năng mới hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.